Tomato Việt Nam tự hào là nhà sản xuất và phân phối kem, sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, bột làm kem tươi chuyên cho ngành F&B hàng đầu Việt Nam. Đến với chúng tôi, các chủ quán cà phê, trà sữa, trà chanh, chủ các nhà hàng sẽ được cung cấp các nguồn nguyên liệu, sản phẩm chất lượng trong khi mức giá vô cùng ưu đãi, giúp giảm thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận. Đào tạo hướng dẫn cách làm các món sữa chua trân châu, sữa chua dẻo, cách decor trang trí kem và các kỹ thuật pha chế. Truy cập ngay website tomatovietnam.com hoặc liên hệ hotline 0988 580 240 để được tư vấn chi tiết ngay hôm nay. Ngôi trường Trung học phổ thông giữa lòng Hà Nội Hoài Cổ nói không với điện thoại, lớp nam, nữ riêng biệt. Đây là một môi trường sư phạm khá độc và lạ ở thủ đô khi mà học sinh nội trú không được sử dụng điện thoại, không tiêu tiền mặt và 2 tháng mới được về thăm nhà một lần. Đặt chân đến ngôi trường này, cảm giác đầu tiên là sự thân thuộc. Đó là cái cảm giác của một tuổi thơ ùa về khi từng góc sân, lớp học hay là khu sinh hoạt trường đều rất giống với các ngôi trường khác ở Hà Nội những năm 90 của thế kỷ trước. Tại ngôi trường này, học sinh không được sử dụng bất kỳ thiết bị thông tin liên lạc hay là thiết bị điện tử nào. Nếu như có thì sẽ do giáo viên chủ nhiệm quản lý và phải được sự đồng ý trong trường hợp đặc biệt. Học sinh học nội trú ở lại trường liền 2 tháng mới được về nhà. Trường phân chia lớp dành cho nam riêng, nữ riêng. Các em được quản lý trong khuôn viên của trường và đặc biệt không sử dụng tiền mặt trong suốt thời gian học tập tại trường. Đó là một trong số rất nhiều điểm độc và lạ tại trường Trung học phổ thông Chí Đức, khiến cho nhiều bạn cùng trang lứa ở các ngôi trường cấp 3 khác sẽ phải khóc ròng nếu phải tuân thủ. Dù là nằm giữa thủ đô khá gần với đường Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhưng có lẽ ít ai biết, ngôi trường này lại có nhiều điều thú vị đối với học sinh tới vậy. Quay lưng lại phía đường chính ồn ào, nép mình vào giữa các tòa nhà cao tầng, chung cư, giữa khoảng sân rộng của trường là một công viên xanh thu nhỏ. Với bề dày 22 năm, trường Trung học phổ thông Chí Đức vẫn khá kín tiếng với thế giới bên ngoài. Thực tế, những quy tắc phải nói là khá khoai tại ngôi trường này và không có nhiều phụ huynh mạnh dạn quyết định gửi con mình vào trường. Tuy nhiên, ngôi trường có những đặc điểm kỳ lạ ấy lại không hề thiếu học sinh. Thầy giáo Hà Trung Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chí Đức chia sẻ rằng, Trường Trung học Phổ thông Chí Đức quy tụ học sinh tới từ cả 3 miền, tới từ hơn 40 tỉnh thành trên cả nước, xa nhất là Cần Thơ, cho tới các em ở vùng địa đầu Tổ quốc là Hà Giang, thuộc 13 dân tộc anh em. Tại đây, các em được quản lý và giáo dục theo nguyên tắc chặt chẽ, chu đáo và nề nếp. Dù áp dụng những quy tắc không giống ai, nhưng ngôi trường này lại là điểm đến của rất nhiều học sinh từ nhiều vùng miền khác nhau. Thầy Hưng, người trực tiếp quản lý và điều hành ngôi trường độc lạ đạt trường chuẩn quốc gia này, tâm sự rằng, trong suốt hơn 20 năm làm công tác quản lý trường, chúng tôi không làm công tác tuyển sinh rầm rộ. Thực tế, học sinh đến với trường nhờ hữu xạ tự nhiên hương, có gia đình gửi 4 anh em học tại trường, còn những gia đình gửi 2 anh chị em thì nhiều vô số kể. Đôi khi cũng là hàng xóm rồi những người từng gửi con học tại đây mách bảo nhau nên trường chúng tôi luôn duy trì sĩ số khoảng 800 học sinh. Tại ngôi trường có bóng cây xanh mát, các em học sinh tham gia học văn hóa 3 buổi trên ngày. Cái sáng bắt đầu từ 7 giờ, kết thúc sớm vào lúc 10 giờ 20, sau đó các em ăn trưa tại căng tin và về phòng ký túc xá nghỉ ngơi. Cái chiều bắt đầu từ 13 giờ đến khoảng 15 giờ 30 để dành thời gian từ 16 giờ trở đi cho các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ thể dục, thể thao, văn nghệ. Sau bữa tối cũng tại trường, các em sẽ tiếp tục lên lớp học K3 trước khi về ngủ. Đây là giờ tự học buổi tối nhưng các em vẫn lên lớp để gia tăng sự tập trung và có thể trao đổi thêm với bạn bè. Ngoài ra, một điểm khác lạ so với các trường trung học phổ thông khác nữa đó là các em nam và nữ thì không học chung một lớp mà là tách riêng rẽ, trừ các lớp nghệ thuật. Với lịch sinh hoạt và học tập chỉ trong khuôn viên trường như thế, các em toàn tâm toàn ý, chuyên tâm rèn luyện, tiếp thu kiến thức và theo đuổi những sở thích hết sức lành mạnh suốt 3 năm học trung học phổ thông. Ngôi trường như là một pháo đài trước những tệ nạn xã hội, không khói thuốc lá, không có bạo lực học đường. Chẳng thế mà thống kê của trường cho thấy tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông gần như là tuyệt đối 100%. Hàng năm, tỷ lệ đỗ đại học cao đẳng của trường đạt 95%, trong đó 65% vào các trường đại học công lập danh tiếng. Được biết, đa phần giáo viên tại đây đều là thạc sĩ, tiến sĩ, đồng thời cả giáo viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài thời gian học, các em học sinh còn tham gia nhiều câu lạc bộ như là gym, bóng rổ, bóng bàn, hip hop, đàn organ, guitar, nữ công để từ đó nhận ra những sở trường phù hợp với sở thích của bản thân. Với việc sống tự lập từ khi vào trường, các em cũng được rèn luyện nếp ăn, nếp ngủ và đối nhân xử thế đúng mực. Trong môi trường thầy và trò hòa đồng, nói không với tiêu cực, các em biết lắng nghe, biết chia sẻ và trải nghiệm niềm vui. Trao đổi với chúng tôi, em Nguyễn Công Minh, học sinh lớp 12N6 cho biết em đã học tại trường hơn 2 năm qua và cảm thấy rất vui khi có nhiều bạn cùng học tập sinh hoạt với mình. Em Minh cho hay, ngoài giờ học, em tham gia một số câu lạc bộ ở trường và đã biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Em thấy mình trưởng thành hơn và sẵn sàng bước vào cánh cửa mới ở giảng đường đại học một cách tích cực nhất. Nhiều em sau khi vào trường trung học phổ thông nội trú này đã có được tinh thần tự lập cao, về với gia đình, bố mẹ các em phản ánh thực sự là bất ngờ khi mà các em sống ngăn nắp, có kỷ luật, phụ giúp gia đình.
điều mà trước đó ở nhà các em chưa biết đến. Nhiều em nghiện game nhưng sau khi vào trường đã tích cực tham gia các câu lạc bộ thể dục thể thao và tỏ ra hết sức thông minh sáng tạo trong công tác chung của trường. Thầy Hà Trung Hưng, nguyên hiệu trưởng nhà trường và từng là giảng viên chính Đại học Sư phạm Hà Nội nêu cách quản lý 24/24 giờ đối với học sinh của trường như sau. Một năm, chúng tôi chia ra làm 4 giai đoạn trong 2 học kỳ. Các em sẽ chỉ được về thăm nhà 2 tháng một lần, mỗi lần 3 ngày tùy nhà xa hay gần. Tại trường, các em có đủ mọi thứ cần thiết phục vụ sinh hoạt và học tập nên các em không sử dụng tiền mặt. Toàn bộ việc ăn uống, ở, thuốc men, nhu yếu phẩm hay là học hành, nhà trường đã bố trí đầy đủ. Hiện ở Hà Nội có khoảng hơn 200 trường trung học phổ thông trên địa bàn, tuy nhiên lại không có một ngôi trường nào có mô hình nội trú đặc biệt như thế. Đây là môi trường sư phạm khá đặc thù nhưng lại là sự lựa chọn đáng tin cậy của nhiều bậc phụ huynh quá bận rộn. Và ngôi trường trung học phổ thông Chí Đức sẽ vẫn tiếp tục âm thầm theo đuổi triết lý như đã từng trong suốt 22 năm qua để đào tạo ra những công dân tốt, tự tin vững bước trước ngưỡng cửa mới sau khi ra trường. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.